Chào mừng quý vị đến với bản tin Việt Nam ngày nay trên kênh truyền hình VTC10 Nét Việt. Chương trình ngày 5 tháng 6 năm 2013 có những tin chính sau đây. Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa và nghệ sĩ đã cùng thảo luận để tìm giải pháp đưa nghệ thuật hát sẩm trở lại với đời sống hôm nay. Xây dựng thương hiệu sản phẩm để quảng bá giá trị làng nghề. Câu chuyện về người thợ sửa phép mơ tuya giữa lòng phố cổ Hà Nội sẽ là nội dung mục sứ giả văn hóa hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, làm sao để nghệ thuật sẩm trở lại với đời sống và được đông đảo nhân dân yêu thích? Câu hỏi đó cũng chính là chủ đề cho buổi hội thảo khoa học về bảo tồn và phát huy nghệ thuật sẩm diễn ra sáng mùng 5 tháng 6 tại Hà Nội. Chương trình do Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Âm nhạc Dân tộc tổ chức. Mỗi đại biểu đại diện cho từng lĩnh vực đã đóng góp những ý kiến cho hội thảo để tìm cách bảo tồn nghệ thuật sẩm. Ở phương diện đào tạo, đáng chú ý là ý kiến cho rằng nên đưa nghệ thuật sẩm vào đào tạo trong nhà trường, có thể chưa trở thành môn học chính thống, nhưng sẽ có những buổi ngoại khóa dành cho sinh viên tìm hiểu nghệ thuật sẩm. Ở một góc độ khác, ý kiến từ ông Hồ Nghĩa Dũng, nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho rằng việc lồng ghép nghệ thuật sẩm để tuyên truyền văn hóa giao thông đã cho thấy những hiệu quả tích cực và nên đưa sẩm vào những hoạt động khác nữa, vừa để tạo hiệu ứng xã hội, vừa góp phần quảng bá môn nghệ thuật này. Một điều đáng ghi nhận từ hội thảo và nên phát huy đó là việc tham gia của các đơn vị, công ty trong việc hỗ trợ phát triển nghệ thuật sẩm. Công tác xã hội hóa này là bước tích cực để hỗ trợ cho các nghệ sĩ trong quá trình đưa sẩm trở lại với đời sống hôm nay. Nhiều cổ vật quý hiếm trên tàu cổ bị đắm tại vùng biển Bình Châu, huyện Bình Sơn cách đây khoảng 600 năm đã được Ban chỉ đạo thăm dò, khai quật khảo cổ di sản văn hóa dưới nước tỉnh Quảng Ngãi tiến hành trục vớt từ ngày 4 tháng 6 năm 2013. Theo đó, toàn bộ số cổ vật này sẽ được đưa lên bờ, kiểm đếm và bảo quản để vận chuyển về bảo tàng tỉnh theo kế hoạch. Trong ngày đầu tiên triển khai công tác khai quật di sản văn hóa dưới nước này, công ty trách nhiệm hữu hạn Đoàn Ánh Dương, đơn vị trúng thầu, đã trục vớt và thu lượm các loại cổ vật trên khoang tàu. Trong số này có hàng trăm cổ vật đã bị vỡ, tuy nhiên cũng có nhiều cổ vật vẫn còn nguyên vẹn, chủ yếu là bát, đĩa, chùm, ché bằng gốm sứ và nhiều đĩa bằng tráng men màu xanh lam. Theo kế hoạch, việc khai quật, trục vớt cổ vật tại tàu cổ bị đắm sẽ kéo dài trong thời gian một tháng, từ nay đến ngày 4 tháng 7 năm 2013. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức buổi lễ trồng cây trên tuyến xa lộ Hà Nội nhân kỷ niệm Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6. Trong những năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh, đô thị kiểu mẫu của cả nước, đã duy trì hiệu quả hệ thống công viên cây xanh, đặc biệt là tại các địa điểm như vỉa hè, dạ cầu, vòng xoay, tiểu đảo, góp phần gìn giữ mỹ quan đô thị, cải thiện môi trường sống của nhân dân. Tuy nhiên, để tương ứng với tốc độ đô thị hóa lớn, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn thiếu nhiều mảng xanh. Chính vì thế, nhân dịp này, ngoài 100 cây sao đen được trồng dọc xa lộ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cũng phát động kế hoạch phủ xanh đô thị trên toàn thành phố với mục tiêu trồng hơn 10.000 cây xanh, chủ yếu là ở các khu đất dự trữ, đất hành lang, đất ven kênh rạch. Đặc biệt ở tuyến xa lộ Hà Nội, cửa ngõ của thành phố, nơi có mật độ phương tiện cao cũng sẽ được trồng thêm 2.000 cây xanh. Còn tại thành phố Huế, Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam, Tổng cục Môi trường, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức khai mạc triển lãm tranh, ảnh về chủ đề môi trường và tổng kết cuộc thi quốc gia vẽ tranh cổ động về môi trường 2012. Cuộc vận động sáng tác tranh cổ động với môi trường 2012 đã thu hút hơn 1.600 tác phẩm đến từ các họa sĩ chuyên và không chuyên của 30 tỉnh, thành phố trong cả nước. Mỗi tác phẩm là một thông điệp ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức về môi trường của công chúng. 100 tác phẩm tốt nhất của cuộc thi vẽ tranh cổ động với môi trường năm 2012 đã được chọn để trưng bày trong triển lãm với hình thức thể hiện đa dạng, sắc màu phong phú, cách tiếp cận môi trường với nhiều góc độ khác nhau. Các tác phẩm đã ca ngợi vẻ đẹp, tầm quan trọng và giá trị của thiên nhiên, bên cạnh đó lên án các hành vi gây suy thoái và ô nhiễm môi trường. Thưa quý vị và các bạn, làng nghề, một mô hình kinh tế có từ lâu đời ở Việt Nam, là vốn liếng quý giá của dân tộc, có những giá trị to lớn về kinh tế, văn hóa và xã hội. Mỗi làng nghề mang trong mình hình ảnh đầy bản sắc, khẳng định nét riêng biệt, độc đáo không thể thay thế. Hiện nay, bên cạnh việc gìn giữ và phát triển sản phẩm, các làng nghề ngày càng chú trọng việc nâng cao giá trị văn hóa trong mỗi sản phẩm.
Vì vậy, việc xây dựng thương hiệu cho sản phẩm chính là để tạo dựng cho địa phương những giá trị riêng, từ đó giúp các làng nghề tồn tại và phát triển bền vững. Chiếu Nga Sơn, gạch Bát Tràng, vải tơ Nam Định, lụa hàng Hà Đông, đúc đồng Ngũ Xã, đó là những thương hiệu làng nghề đã được khách hàng trong và ngoài nước biết đến từ rất lâu. Bên cạnh đó, còn có nhiều làng nghề tại Việt Nam đang trên con đường tìm thương hiệu riêng, tìm ra giá trị đúng cho mỗi sản phẩm của mình. Bởi chỉ khi có được thương hiệu riêng thì giá trị của mỗi sản phẩm từ bàn tay người thợ mới được khẳng định và từng bước được nâng cao. Là chúng ta bảo vệ các cái thương hiệu đấy. Các cái thương hiệu của làng nghề tức là tên làng, nhưng tên làng thì có thể là chỗ nọ chỗ kia chụp nhau, nhưng chúng ta phải chỉ ra. Và cái giá trị sản phẩm, mặc dù là các sản phẩm làng nghề có thể là thô, nhưng giá trị thủ công và cái giá trị nó nằm ở cái tên, cái thương hiệu. Mình phải bảo vệ cái thương hiệu đó trước. Bên cạnh việc xây dựng thương hiệu riêng, những chỉ dẫn địa lý du lịch, thương mại, thì nhiều đơn vị làng nghề còn có những cách tiếp cận riêng để nâng cao giá trị sản phẩm của mình. Việc lựa chọn những mẫu mã phù hợp, tạo ra những dấu ấn riêng biệt trên từng sản phẩm đang là hướng đi đúng đắn, được nhiều làng nghề lựa chọn và củng cố. Chúng tôi đã cho một số những cái thợ kỹ thuật và thợ giỏi của địa phương là thành lập một cái khu sản xuất và đồng thời giới thiệu luôn những cái sản phẩm mà cái thương hiệu đã được đăng ký bản quyền thì là dệt luôn vào mép biên vải. Đây là cũng là những cái bước đi mới mà để cho khách hàng dễ nhận biết những cái hàng nào là lụa của Vạn Phúc, và đồng thời cũng là có những cái lớp tập huấn cho tất cả những người kinh doanh là phải tư vấn và cho khách hàng nhận biết được những cái đặc trưng của lụa Vạn Phúc. Mỗi sản phẩm làng nghề không chỉ là một sản phẩm hàng hóa thông thường mà còn là nơi gửi gắm tâm hồn, tài năng, là sự thể hiện khiếu thẩm mỹ, sự thông minh sáng tạo và tinh thần lao động của các nghệ nhân. Nâng cao giá trị, xây dựng thương hiệu sản phẩm làng nghề đang là hướng đi đúng đắn để các làng nghề lưu giữ và phát triển những sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa Việt. Giữa lòng phố cổ sầm uất tại Hà Nội có một góc nhỏ mà ở đó có người thợ sửa phép mơ tuya đã hơn 50 năm gắn bó với nghề. Ông đã trải qua biết bao thăng trầm của cuộc sống cùng với nghề sửa phép mơ tuya, cái nghề mà giữa cuộc sống hiện đại này ít người còn chú tâm đến nó. Ấy vậy, có lẽ bởi yêu sự gắn bó bền bỉ của ông với nghề mà giữa cuộc sống hiện đại này vẫn có nhiều người ngày ngày đến với góc nhỏ của ông để sửa lại những chiếc phép mơ tuya hỏng, với mong muốn nhỏ nhoi là gìn giữ một cách nguyên vẹn nhất những đồ vật của mình. Với nhiều người, 50 năm có thể được xem là chiều dài của một đời người. Trong suốt chiều dài 50 năm ấy, có biết bao khách hàng đã tìm đến ông Nguyễn Hữu Khang để sửa vật dụng nhỏ bé là chiếc phép mơ tuya như một thói quen, một địa chỉ tin cậy. Cho dù cửa hàng của ông cũng thật nhỏ bé, nằm lọt thỏm giữa những cửa hàng quần áo lớn, bên trong chỉ có một cái tủ đựng đủ thứ đồ nghề lỉnh kỉnh cùng tấm biển hiệu và hai chiếc ghế con, nhưng vẫn chẳng bao giờ vắng khách. Với ông Nguyễn Hữu Khang, đây không chỉ là nghề mưu sinh mà còn là sự đam mê, yêu thích. Cái nghề này là nghề thủ công, vá víu lại cho đời trong khi mà nó còn đương rất thiếu thốn. Cho nên là cái việc của tôi làm là rất cần thiết. Bởi vậy, cái nghề này tôi chọn phù hợp với yêu cầu của người tiêu dùng, cho nên là nó vẫn tồn tại. Khách hàng tìm đến cửa hiệu của ông Khang luôn đầy đủ các thành phần. Đó có thể là những người già hay hoài niệm, cố giữ lại những chiếc túi chứa đầy kỷ niệm, hay là những chàng trai, cô gái muốn giữ chất zin cho món đồ hiệu của mình. Tất cả đều tìm đến ông như một nơi để có thể an tâm gửi gắm món đồ yêu thích. Mình đã qua đây sửa đôi ba lần các cái áo mà bị hỏng, thì đến đây thì chú sửa thì cũng rất là tận tình và chu đáo. Những cái khóa mà nó vẫn nguyên của cái áo thì nhiều khi là cũng không phải thay đi và vẫn giữ nguyên được, và chú khắc phục những cái mà để cho cái khóa nó vẫn sử dụng được. Hẳn phải là những người yêu nghề, tâm huyết với nghề lắm mới có thể tâm niệm cũng như nhận ra những triết lý như vậy.
Và điều này đã được chứng minh suốt hơn 50 năm qua, chứng minh qua từng người khách đã tìm đến ông như một thói quen, một địa chỉ tin cậy. Và rồi, những ngày tháng tiếp theo, ông vẫn miệt mài cặm cụi với nghề sửa phép mơ tuya như một nét đẹp giữa lòng phố cổ Hà Nội. Tới đây, bản tin Việt Nam ngày nay ngày 5 tháng 6 cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.